Rồi sáu đồ con Đức Quy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em một dòng máy là Daiwa Sportline MG4000 nha anh em. Thì shop vừa về được ba con nha anh em, mới luôn nha. Shop vừa về được ba con. Đó, thì shop sẽ giới thiệu cho anh em. Lúc trước mình có về rồi, mát hết rồi, nay về tiếp ba con nữa nè. Đó thì mình giới thiệu cho anh em nha. Thì con này là con Daiwa Sportline MG4000 nha anh em. Đó. Còn full hộp nha anh em, full hộp full phụ kiện nha. Chưa mở ra coi có phụ kiện rồi, có phụ kiện nha anh em. Rồi, shop sẽ đọc thông số cho anh em xem nha. Thì cái con Daiwa Sportline MG4000 này thì nó có vòng tua là 4.8, cân nặng là 530 gram. À, lực kéo của nó là 12 đến đến 20 kg nha anh em. Đó. Cước số 10 là do 175 m, cước số 8 vô là 215 m, cước số 7 vô là 255 m, cước số 6 310 m, cước số 5 là 385 m. Đó thì con này có size thật tương đương là 10.000 nha, 10.000 nha anh em. Đó. Ngoại hình nó thế này nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở mình giới thiệu lại cho anh em nha. Trước này mình có giới thiệu cho anh em rồi á, anh em mới có xem video chơi chứ có giới thiệu cho anh em rồi. Đó, chưa có mở luôn nha anh em. Thì cái máy này nó kèm phụ kiện là bao gồm là sách hướng dẫn nha, sách hướng dẫn nè, cái bao nhung nè, một cái độn cối, một cái giữ cước nha. Đó, độn cối anh em mà xài, muốn mình xài dây nhỏ mà ít tốn dây thì anh em độn vô nha, độn vô xài. Ở trong cái bao nhung này có một cái tép dầu nha, tép dầu để vô máy nha anh em. Dầu để vô máy. Đó. Chưa mở ra đâu, chưa tới nha. Lao gì cho anh em, cái lao sơn cái dầu nó dính rồi nè, cái dầu nó ra nè, tung lên ha, lao sơn cao được, lao sơn cái mình giới thiệu cho anh em ha, chứ mà hàng về mình cũng chưa có mở ra để vệ sinh coi anh em, mà tranh thủ quay cho anh em xem luôn. Đó, đẹp trai nữa nè. Rồi, wow, máy rất là êm nha anh em. Tay quay con này là tay quay đổi trái phải được nha anh em. Đó, thường thường bên Nhật về nó nằm bên tay trái hết nha anh em, tay phải hết nha anh em, do người Nhật người ta thuận tay phải nha. Còn anh em về anh em đổi qua thì dặn ốc ở đây nè. Đó, trong đây có con ốc nè ha anh em, chưa có sắn siết gì trơn anh em ha, thấy không? Đó, về tự anh em tự lấy ra nha. Đó, con này made in, made in da băng nha anh em, khỏi lo luôn, hàng sản xuất mấy chục năm mà còn mới toan luôn, mua pin là mua pin sống ha. Đó, giặt cước ok luôn ha, nói chung là con lăn còn sáng bóng ha, xoay luôn nè, xoay luôn nè. Thường thường về nó cũng có con nó bị kẹt anh em, nó khô dầu á thì mình xịt G7 vô là mình xoay 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 cái là nó xoay luôn. Đó, chung là full chức năng nha này, máy im gu nè. Mua pin sống hàng này, số 10 vô 175 m nè, cứ số 8 vô 215 m ha, cối còn nguyên luôn, chưa sử dụng nha anh em, hàng là hàng chưa sử dụng nha, mới ken luôn. Đó, con này là shop bán cho anh em với giá 1.400.000 nha, 1.400.000 giá chưa bao gồm phí ship nha anh em, phí ship là đồng giá là 30k, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Đó, full hộp nha, full hộp. Đó, full hộp full phụ kiện đầy đủ luôn nha anh em. Đó, thì shop về có ba con thôi nha, có ba con. Đó, anh em tranh thủ chốt trước nha anh em, chung là hàng này lâu lâu mới về nha anh em, chứ không phải là lúc nào cũng có nha anh em. Đó, hàng mà anh em mấy con này anh em mua để sưu tầm hoặc để anh em để trưng bày á anh em, anh em bán đầu câu mà anh em trưng bày là hết ý luôn anh em, mấy cái dòng này là hiếm lắm nha, không còn còn hộp là hiếm lắm nha anh em.
À, anh em thường thấy mua mua người ta bán là đã qua sử dụng hết trơn, còn này là hàng nguyên hộp, hàng tồn kho bên Nhật nha. Đó, rồi video đến đây kết thúc nha, hẹn anh em ở video tiếp theo nha anh em, shop có bà con theo nha. Ở quên nữa, shop anh em chốt máy thì chốt qua số Zalo shop nha, số 0769390039, shop có để trên cái màn hình nha anh em. Rồi chào tất cả anh em nha.